Nói thích ngồi ghế thấp. Ở nhà nhìn ngoan hiền nha. Nhìn rất là ngoan hiền. Lên trên đội nó mới tỏ vẻ ra là nó hổ báo thôi. Nó hổ báo lắm á. Hổ báo lắm. Bây giờ trong đội mấy anh trẻ nó kêu là đại ca là hiểu rồi. Ôi tụi trẻ. Hello, ngoài được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Sáng ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định sang nhà tiền vệ Trần Minh Vương của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để chúc Tết. Hiện tại là mình đang ở thành phố Hưng Yên, quê vợ của mình, và chặng đường tới Thái Thụy, Thái Bình sẽ là 45 cây số. Bây giờ thì lên đường thôi. Let's go. Cách nhà Trần Minh Vương khoảng một cây số nữa thôi cả nhà. Không biết là Tuấn Anh thì ở khu vực nào, cũng rất muốn đến nhà Tuấn Anh một lần. Hy vọng rằng là sẽ có một dịp thuận lợi để về nhà chơi. Chắc đây rồi. Xem nào. Ôi đúng rồi. Đấy. Bà ơi, con hỏi nhà của Trần Minh Vương à, đúng không ạ? Đây đúng không ạ? À, tức là đi vào cái đường sau. Dạ dạ dạ. Chắc là phải đậu xe ngoài này rồi. Thôi đây đây, đậu đây. Ok. Cho cháu xin. Con xong đẹp lắm. Chỗ này mát mẻ ha. Nhìn thấy đã thấy mát rồi. Đây đậu ngay đây. Trần Minh Vương. Đường xá rộng nha. Đúng, nhà to nhất. Thế mà kêu chỉ cái nhà mái đỏ. Cái ông này chỉ nhà mái đỏ nên là nhìn theo. Bảo đây mới là chuẩn. À, xin giới thiệu với cả nhà, đây là nhà của Trần Minh Vương. Cái này xây mất bao nhiêu lâu nhỉ? Xây năm ngoái là xong rồi mà. Nhưng mà thời gian xây á, năm nhỉ? Tầm 4 tháng. Mẹ ơi. Dạ, con chào bà. Dạ, con chào cô. Dạ. Anh vô trước đi. Dạ. Mấy đứa nhỏ nó lười, nó kiểu anh nhà đang vui á, nó chơi nó không chịu đi. Dạ. Dạ, lúc đầu là tính là cho sang đó cô, mà nó không chịu. Giờ nó trẻ con mà nó vui quá, đang nhà nó vui quá, nó không chịu đi chơi nữa. Dạ, con về được 3 ngày. Ủa sao mẹ em bé về à? Em bé nhà đi mùng 1 mới bay về đây. Mùng 1 mới bay, cơ bản là mẹ cháu là phải đi trực. Dạ.
Anh uống cà phê không bầu? Ok luôn. Nãy giờ thèm cà phê mà. Ba, nước đó là cái bình đấy. Dạ. Thì con... Hả? Cà phê ở... cái kiểu đi xa nhà xong giờ về cái gì cũng hỏi mẹ. Ôi dồi, đồ chàng lắm. Chàng lắm. AFC, AFC, ASEAN Cup. Thật nhiều ảnh này. Dạ. VPF cầu thủ xuất sắc nhất giải Exim Bank V-League 2014, giải bóng đá vô địch quốc gia Exim Bank 2014. Cảm ơn niềm tự hào Việt Nam. Dạ, lúc nãy con bị bể bánh xe, nhưng mà lúc đó là mới đi ra ngoài đầu ngõ thôi, thế là con thay luôn. Dạ không, mà đường á con sợ bắn tốc độ, có nhiều đoạn giả mang thì 80 cây xong đi 100 mét là nó xuống 60 cây, nên là đi không dám đi nhanh. Dạ. Dạ. Không, lúc trước khi đi là nhà con cũng có ăn, cho nên là con cũng dặn là thôi đừng để mọi người chờ. Cà phê ông bầu thì thôi, đỉnh rồi. Lúc nãy định đi mua cà phê mà đây, cà phê đây. Hết bán rồi. Không bán mua làm gì nữa. Ý là mua một ly để vừa đi ô tô vừa uống. À. Dạ con mùng 8 mới vô mà. Dạ. Chiều nay thì con xong mình chơi ở đây một xíu xong con qua nhà Toàn chút. Toàn. Dạ. Xong rồi con chạy về để chiều qua thăm ông bà. Đây là phòng của ai cô? Đây là phòng của cô ở dưới, đúng rồi, tiện. Dạ. Đồng hồ này là giống nhà con nè, y chang cái mẫu không? Ây, mình sẽ lên để khám phá. Ủa Vương, cái miếng đất kế bên là nhà mình hay là nhà người ta? Đây là hầm. Miếng đất ở bên này nè. À. Dạ, à, vậy là đất bên này cũng là của nhà Vương. Còn đây là căn phòng của anh chàng Trần Minh Vương. Cả nhà có thể dễ dàng hiểu được. Đây là một người con suốt ngày là đi xa, nên là thỉnh thoảng một năm mới về với gia đình một lần, hai lần. Có thể là sau khi mùa giải kết thúc và dịp Tết Nguyên Đán. Cũng vì vậy mà nhìn căn phòng của Trần Minh Vương thì cả nhà có thể thấy rất là ít đồ đạc. Đó là cái điều mà phải chấp nhận khi mà gia đình có con đi chơi bóng đá. Đây là phòng dành cho anh chị của Trần Minh Vương khi mà về nhà nghỉ ngơi. Theo như chia sẻ của mẹ Trần Minh Vương thì là anh chị của Trần Minh Vương sẽ về đón Tết vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, tức là cũng giao thừa ở Bà Rịa Vũng Tàu xong thì mới quay trở về để thăm mẹ cũng như là em trai. Trần Minh Vương thì sẽ dự kiến là hội quân sớm cùng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải, để chuẩn bị cho mùa giải năm 2023 rồi. Đây là khu vực phòng thờ của gia đình Minh Vương. Lúc nãy thì Minh Vương cũng đã chia sẻ, chắc là cả nhà cũng biết rồi đúng không ạ? Là căn nhà này thì được xây dựng trong khoảng thời gian 4 tháng. Đó là thời điểm mà Minh Vương cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của các chú, các bác trong dòng họ để mà xây nhà. Bởi vì anh chàng thì cũng vẫn phải chinh chiến.
Đây là Thụy Chính, Thái Bình. Và cả nhà có thể nhìn thấy những cái không gian rất là tuyệt vời cả nhà. Mình ở nhà bên Hưng Yên, nhà vợ mình cũng vậy. Cảm giác rất là xanh mướt mắt và cảm thấy rất thoải mái, rất yên bình. Có thể nói là những cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Thằng cu á hả cô? Ừ, thằng cu đó. Dạ. Rồi nó quen hơi bà rồi. Quen hơi bà rồi. Ở nhà tại đây á, mà nói chả có nghe đâu. Nhưng mà cái kiểu như ở đây vui, vui. Vào trong đó thì đúng là khó quá. Nhà nào biết nhà nấy. Con nọ nên con đòi bảo giờ con thích về quê Thanh Bình, con đi đi con ở Thanh Bình, con đi lớp ở Thanh Bình cơ chứ ở trong này bạn ở Thanh Bình mới vui. Dạ. Rộng rãi. Em ừ. Thôi để vậy cho rộng rãi mà. Chứ nhà đồ đạc không cũng quải lắm. Mỗi lần dọn dẹp. Đây. Cái đào đẹp quá. Chắc là mấy bữa nữa là sẽ nở. Ở ngoài kia cũng là cây đào nhờ Vương. Ừ. Có cái sân này trẻ con chơi thì thôi chứ. Đúng đúng. Anh cũng thấy ít bạn bè cũng ở lại thành phố làm hoặc là không về. Cơ bản là năm nay chi phí cũng đắt đỏ nhiều thứ quá. Vé máy bay không. Ủa ngày mấy lên hội quân Vương? Mùng 4 vậy là mùng 5 tập à? Sáng mùng 4, chiều mùng 4 tập. Chiều mùng 4 tập vậy là hầu như các đội ha. Mùng 4 hết. Chiều mùng 4 anh lên anh quay công an Hà Nội tập. Khai Xuân. Công an Hà Nội à? Tập ở bên PVF. Tối hôm qua mới ngồi với Hứa Hiền Vinh. Thanh, Tài, Huỳnh, Tấn Tài cũng công an Hà Nội. Coi như quá trời vị trí, cùng một vị trí là khoảng 2 cầu thủ. Tha hồ lựa chọn. Dạ, dạ, con cảm ơn cô. Anh Hứa Hiền Vinh biết anh nói câu gì không? Nếu mà cho anh lấy người á, thì anh muốn lấy Trần Minh Vương. Hôm qua vừa nghe xong cái nguyên vàng mọi người, anh bật cười á. Tại vì bên hôm qua anh ngồi với hội Phố Hiến. Ở nhà nhìn ngoan hiền nha, nhìn rất là ngoan hiền. Lên trên đội nó mới tỏ vẻ ra là nó hổ báo thôi. Nó hổ báo lắm á. Hổ báo lắm. Bây giờ trong đội mấy anh trẻ nó kêu là đại ca là hiểu rồi. Ôi tôi chết. Không mà đi đâu cũng anh Vương thì vui rồi. Anh mới ngay Tết mà lại vào lại đó. Giờ đi ra này đó. Giờ đó. Đi đi vào rồi. Giờ vào thì chưa dễ. Dễ. Giờ chú em mệt, hôm qua về đâu không? Hôm qua thì có em về 4 người, 4 5 người. Em anh Linh, Sơn, Văn Anh. Mỹ chở ở trên đây đâu? Không, đông lắm. Cũng sao đảm bảo, ở đâu?
Nhưng mà về là trên đường phòng với kẻ xe. Không phải giờ lại làm trên. Về sẽ bị làm đâu. Thế nhà. Sao lớn nói thế nào? Mùng 2 sang Tết ngoại là bắt đầu chắc ở ngày mùng 3 rồi đến tối rồi đi. Hôm nay cháu nghỉ được đến mùng mấy? Cho sáng mùng 4 đi. Sáng 4 chứ mấy âm lịch đấy hả? Vâng. Nhưng mà rồi, người quốc gia. Còn ngoài ra đây, cháu chưa? Thế mấy nơi gặp nhau ở Sài Gòn nha. Ăn hết cái đống này thì Minh Vương tha hồ mà giảm cân. Sao Vương hồi bé rồi sao? Vương hồi bé lắm, tài lẻ lắm. Nào là bơi lội thì thả diều để thả lội để nhảy cầu rất là nhiều. Mấy con? Siêu con. Con được. Thế nhưng mà chú là cạc trật hả? Nhưng mà về này có đi đá bóng, rủ nhau đi đá bóng không? Em đá đây thì em người nhất cái xóm này rồi. Tính tính dễ sợ. Đấy, đá bóng ở đâu thì đá bóng ở xóm thì nhất. Nhất xóm luôn. Như chắc hình như qua Tết thì đá nhỉ? Mấy mét? 3, 4. Sao em biết? Mẹ nó thông báo thôi. Trên loa xã hả? À, thông báo là làng này đá làng kia hả cô hay là sao? Đấy. Em xã. Năm cái năm ngoái hay năm xưa nhỉ? Hắn đi về hắn đá ấy mà hắn đá được thủng lưới. Xong bóng bay ra ngoài. Sao sao. Là cho nó mất cái đường lai mới chỉ để lại một đường. Sao không có đổi hả? Không chứ ai. Không nhà. Nó khách sạn nó ủi. Thế thì con mắt đen chứ hay là một cái quần của con trăm cái lốt này. Đấy. Chờ. Ừ, nó bị nhiều like luôn rồi. Học càng nhiều càng lên chức nhanh, lên tiến sĩ, phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Vương. Nhà trường quý giữ lại. Thôi bây giờ xin phép cô chú đi, Vương nữa nè. Ê con quên luôn, nhiệm vụ cao cả. Con lì xì cô. Ôi trời ơi. Cô nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Cô cảm ơn nha. Con thì không, mấy cái tục này con không biết ăn nói thì sao đó. Nói trên YouTube thì nói hay lắm nhưng mà ngoài thì con thua. Rồi, mình tổ biết em thôi. Cái này thật mấy bàn này. Năm sau mấy bàn này. Năm sau đặt mục tiêu là 8 bàn thôi. 8 bàn thôi. Ok, 8 bàn thôi. Số 8 thì phải là 8 bàn. Phát rồi. Rồi cuối cùng thì cũng đến nhà Trần Minh Vương lần đầu tiên và được thăm cô cũng như là thăm gia đình của Minh Vương rồi. Giờ thì hai vợ chồng mình lại tiếp tục với hành trình tiếp theo đến nhà của Văn Toàn. Lúc nãy thì có liên lạc với Tuấn Anh nhưng mà Tuấn Anh thì đang đi Hưng Hà để chúc Tết cùng với cha mẹ của mình cho nên là hôm nay không có mặt ở nhà, nên là bây giờ mình sẽ qua nhà Văn Toàn rồi đến nhà Văn Thanh là coi như là hoàn tất một tour từ Hưng Yên, Thái Bình và Hải Dương. Đây chính là căn nhà nhỏ nơi mà mẹ của Minh Vương tá túc trong quá trình mà xây căn nhà mới này. Đây là mảnh đất bên cạnh nhà bác của Minh Vương và chỗ một cái cửa để có thể là cho cô có thể di chuyển qua lại dễ dàng. Và sau đó thì sau khi hoàn tất việc xây nhà thì Minh Vương đã xây lại cái phần cửa này thành cửa sổ. Cô ơi con xin phép nha, tụi con giờ chạy qua bên Văn Toàn. Đây. Đã rồi. Cái sân bóng làng ở gần đây không? Ngay này à? Tầm cây số. À. Đẹp nhỉ, đường xá làm sạch sẽ. Dạ con chào cô, dạ xe con đậu bên này. Dạ dạ. Dạ. Ừ. Không thực ra thì kiểu ở đây làng xã ở miền Bắc thì tự tự như nhau hết. Đó thành phố đó.
phường đó, phường Lam Sơn. Hồ. Hai bên khác biệt nhau đúng không? Một bên thì rất là cổ kính, bên này. Bên trái chúng ta, cái hồ ở ngay gần nhà của Minh Vương thì bên trái là rất nhiều ngôi nhà theo phong cách vẫn còn phong cách cổ xưa trước. Còn bên này thì nhiều căn nhà đã hiện đại hơn rất là nhiều rồi. Bye bye. Cùng Cun du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ Cun đổi quà cực Cun. Săn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa Cun 110 hoặc 180 ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gói siêu Cun. Thu thập được 36 thẻ khám phá đổi được một áo choàng biến hình Cun. May mắn săn được thẻ đặc biệt nhận ngay một liều Cun siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cun túi 110 ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn đổi ngay một túi rút siêu Cun nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn đổi được một áo mưa siêu Cun. Săn được thẻ đặc biệt sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cun thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cun tươi vui trong mỗi lốc sữa Cun tươi vui hoặc Cun dạng chai 90 ml. Thu thập được 6 thẻ Cun tươi vui đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cun tươi vui đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cun. Tích lũy được 24 thẻ Cun tươi vui đổi được một bộ chén đĩa siêu Cun. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cun ngay thôi các bạn ơi.